Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay, ngày 8 tháng 3 năm 2016, tôi là Thùy Dương. Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn, tôi là Xuân Tú. Và ngày hôm nay như chị Thùy Dương có nói, ngày 8 tháng 3 xin được chúc cho một nửa thế giới của chúng ta sẽ thật hạnh phúc, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Và cũng không quên chúc thật là hạnh phúc, lời chúc thật sức khỏe, niềm vui tới những người đồng nghiệp nữ của tôi, chị Thùy Dương và cả những chị em làm việc tại Hậu Kỳ nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả để có thể gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin sẽ có trong chương trình. Trong chuyên mục tin sáng, trước nguy cơ lây lan bệnh viêm não mô cầu, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến về căn bệnh này vào 14 giờ ngày 7 tháng 4. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, bàn về những giải pháp chống bất bình đẳng giới đang được Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP triển khai tại Việt Nam. Đồng loạt, 3 nhà mạng lớn đã chính thức đưa ra thị trường loạt đầu số mới 086, 088, 089. Phần lớn những người dân quan tâm thông tin này đều là giới trẻ. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho Ethiopia. Các nhà khoa học Mỹ và Brazil phối hợp đối phó với virus Zika. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 7 tháng 3, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đối thoại với bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn liên quan đến việc người dân thị xã Sầm Sơn tập trung đông người trước cổng UBND tỉnh nhiều ngày qua. Với cương vị là lãnh đạo cao nhất của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã nhận trách nhiệm trước người dân. Một trong những thông tin quan trọng là ông Trịnh Văn Chiến khẳng định tỉnh Thanh Hóa không có chủ trương thu hồi 1,5 km bờ biển tại Sầm Sơn. Vì vậy, từ nay bà con cứ neo đậu tàu bình thường, ra khơi đánh bắt cá bình thường. Đó là nội dung chính của chuyên mục ngày hôm qua, ngay sau đây. Nêu kiến nghị tại buổi đối thoại, theo người dân, nếu chuyển đi chỗ khác, tức là ngư dân phải chạy thuyền máy ra nơi khác. Khi đó tốn ít nhất 50.000 đồng. Một tháng đi 20 ngày, tốn 1 triệu. Tính thêm các khoản khác thì mỗi tháng mất 2 triệu. Với ngư dân, mất thêm 2 triệu một tháng là một gánh nặng kinh tế lớn. Từ kiến nghị đó, người dân tha thiết đề nghị tỉnh xem xét để lại 1 km ven biển, tiếp tục hỗ trợ chăm lo cho ngư dân đi biển. Phúc đáp các ý kiến của ngư dân, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc như mấy ngày qua là đáng tiếc. Dù bất cứ góc độ nào, là người lãnh đạo cao nhất, ông nhận khuyết điểm, trách nhiệm lớn với bà con ngư dân Sầm Sơn. Theo Bí thư Trịnh Văn Chiến, Sầm Sơn là bãi biển đẹp của cả nước, đã có tiếng cả trăm năm nay, nhưng khai thác chưa thật sự hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh. Vì vậy, tỉnh mới có chủ trương cải tạo đường Hồ Xuân Hương để đưa bãi biển Sầm Sơn thành bãi biển đẹp nhất của cả nước. Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho biết đã cho rà soát tất cả các văn bản do Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều năm nay. Tuy nhiên, tuyệt đối không có văn bản nào nói tới việc ấn định thời gian di rời bến thuyền của ngư dân. Về nguyện vọng giữ lại 1,5 km bờ biển để neo thuyền của bà con ngư dân, ông Trịnh Văn Chiến khẳng định tỉnh không có chủ trương thu hồi, vì vậy từ nay bà con cứ neo đậu bình thường, ra khơi đánh cá bình thường. Nhiều người dân tham gia buổi đối thoại đã đồng tình và vui mừng trước ý kiến chỉ đạo này. Ngư dân Sầm Sơn khẳng định sẽ không tập trung lên tỉnh khiếu kiện như những ngày qua. Nối tiếp chương trình sẽ là phần điểm báo của chúng tôi. Thưa quý vị, trước tình hình xâm nhập mặn đang diễn ra nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long, ngày hôm qua 7 tháng 3 tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các bộ ngành liên quan để bàn các giải pháp ứng phó. Phòng chống xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc là nhan đề bài đăng trên trang 3 báo Tuổi Trẻ. Bài viết đưa ra một dẫn chứng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát kể, hôm qua ông ở khách sạn Hàm Luông, Bến Tre, sáng thức dậy xúc miệng thì thấy nước mặn chát. Ông Phát kết luận ở Bến Tre không chỉ nước cho sản xuất sinh hoạt mà ngay cả các nhà hàng khách sạn, trường học, bệnh viện, cơ sở chế biến cũng đều bị nhiễm mặn. Còn ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh đã bị nhiễm mặn toàn bộ, có hơn 49.300 ha lúa bị thiệt hại. Hiện tại các kênh cấp 2 và cấp 3 đã khô hạn, không chỉ khó khăn cho cung cấp nước phục vụ sản xuất mà ngay cả việc người dân mang lúa đi trả lấy gạo về ăn cũng vô cùng khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trình bày các kiến nghị mà theo ông có tính chất cho toàn vùng chứ không riêng gì Sóc Trăng. Cần có chỉ đạo tổng thể vùng nào sản xuất cây gì, trồng loại cây nào, nếu triển khai thì cả 13 tỉnh đều áp dụng, chứ không để mỗi tỉnh là một kiểu thì đầu ra rất khó khăn. Thứ hai là vừa qua đầu tư cho xây dựng cơ bản trong vùng là không nhỏ, nhưng cách làm hiện nay quá manh mún. Cũng theo ông này thì việc sử dụng nước ngầm hiện nay cũng manh mún, không quản lý được. Cần thiết phải đầu tư một nhà máy nước đủ nguồn nước sử dụng cho cả vùng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu những giải pháp mà chúng ta có thể làm được thì cả hệ thống chính trị sẽ phải vào cuộc cùng nhân dân khắc phục khó khăn, hạn chế thấp nhất thiệt hại để ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Thưa quý vị, gần đây vì được nhắc đến nhiều, nhất là về dị tật đầu nhỏ nên khá nhiều người dân e ngại dịch bệnh do virus Zika. Vậy cho đến thời điểm hiện nay thì việc ứng xử với dịch bệnh Zika như thế nào và liệu virus này có khả năng xâm nhập vào nước ta hay không? Phóng viên của báo Thông tấn xã đã có bài trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu là Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế xung quanh về vấn đề này. Thông tin được phản ánh trên trang nhất và trang 8. Trước câu hỏi tuần qua tại Trung Quốc lại xuất hiện thêm 2 ca nhiễm virus Zika, nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Việt Nam có gia tăng hay không? Thì ông nói rằng, tại Trung Quốc cả 8 ca nhiễm virus Zika đều là 8 ca xâm nhập, có nghĩa là cả 8 ca đều là những trường hợp đi về từ vùng có dịch chứ không phải mắc bệnh tại Trung Quốc. Vấn đề chỉ đáng ngại khi từ 8 ca bệnh này rồi lại liên tiếp có thêm bệnh nhân từ các vùng dịch trở về. Thì thông qua vector truyền bệnh là muỗi Aedes thì tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc có thể sẽ ngày một phức tạp hơn. Khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc thì nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất cao. Do đó thì các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika của Bộ Y tế cho đến thời điểm này là hoàn toàn phù hợp, không có gì gọi là quá lo xa. Để dự phòng, cảnh báo mạnh nhất mà Việt Nam đưa ra đó là nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người đi về từ vùng có dịch cần phải đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm xem có nhiễm virus Zika hay không. Trường hợp phát hiện là mắc thì ngành y tế sẽ nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, không để lây lan. Các viện vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur đã chủ động triển khai các nghiên cứu dịch tễ học, xét nghiệm trên diện rộng nhằm đánh giá nguồn gốc, phương thức lây truyền để đưa ra những biện pháp giảm mắc, giảm tử vong cho phù hợp. Về phía người dân cần ứng xử ra sao đối với dịch bệnh này thì ông có lời khuyên là cẩn trọng trong phòng bệnh nhưng không hoang mang. Đó cũng là thông điệp mà ngành y tế muốn gửi tới cho người dân. Biện pháp phòng bệnh cũng tương tự như là phòng chống bệnh sốt xuất huyết bởi cả hai dịch bệnh đều chung vector truyền bệnh, đó chính là muỗi Aedes. Không có muỗi sẽ không có dịch bệnh nên cần phải chủ động áp dụng biện pháp chống muỗi đốt và tham gia các hoạt động diệt muỗi và bọ gậy loang quang tại cộng đồng. Cũng liên quan tới y tế, thưa quý vị, cả nước đang có khoảng vài chục ngàn phòng mạch tư nhân, trong đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có khoảng 17.000 phòng mạch tư. Phòng mạch tư là một trong những cơ sở được chọn triển khai và nhân rộng phòng khám bác sĩ gia đình ở Việt Nam. Thực tế, phòng mạch tư có đáp ứng được kỳ vọng của ngành y tế về việc nhân rộng phòng khám bác sĩ gia đình hay không? Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ cho thấy nhiều bác sĩ đã và đang làm phòng mạch tư không mấy mặn mà. Điều này được phản ánh qua bài viết trên trang 14 với nhan đề Bác sĩ gia đình phòng mạch tư không mặn. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, để vận động các bác sĩ đang làm phòng mạch tư tham gia mạng lưới bác sĩ gia đình không hề dễ vì có 3 vướng mắc lớn. Một là bác sĩ phòng mạch tư hoạt động mang tính độc lập, nếu tham gia bác sĩ gia đình thì phải theo quy định, giống như bị kiểm soát nên ít người tham gia. Thứ hai là vấn đề thu nhập vì bác sĩ phòng mạch không muốn người khác biết mình có thu nhập bao nhiêu. Ba là phòng mạch hiện nay còn có chuyện bán thuốc để tăng thêm thu nhập ngoài chuyện khám bệnh. Đây cũng là điều bác sĩ phòng mạch tư không muốn chia sẻ với người khác. Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những bác sĩ đã có một lượng bệnh nhân tin tưởng nhất định thì sẽ đến phòng mạch, sẽ không có nhu cầu đăng ký tham gia theo mô hình bác sĩ gia đình nữa. Bác sĩ Khanh cũng cho biết để người dân đăng ký khám bảo hiểm y tế ở phòng mạch thì cũng rất rắc rối và thực sự bác sĩ không muốn làm vì để được bảo hiểm thanh toán lại, bác sĩ phải làm đủ thứ giấy tờ. Trong khi đó hầu như chưa có phòng mạch nào quản lý bằng hệ thống vi tính nên bác sĩ và bệnh nhân đều phải ký nhiều giấy tờ liên quan đến khám, nhận thuốc bảo hiểm y tế. Để làm được công việc này lại phải thêm nhân viên hành chính giúp việc làm giấy tờ cho lĩnh vực bảo hiểm y tế. Trên đây là những ghi nhận của phóng viên về nguyên nhân và thực trạng hiện nay của các phòng mạch tư. Thưa quý vị, trên trang nhất và trang 2, báo Hà Nội mới có bài viết của tác giả Tuấn Lương phản ánh về tình hình phát triển hạ tầng giao thông cần phải có những giải pháp đặc biệt. Vào ngày 7 tháng 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp của lãnh đạo thành phố Hà Nội với Bộ Giao thông Vận tải về công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, phát triển hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
quy hoạch vùng thủ đô điều chỉnh gồm Hà Nội và 9 tỉnh lân cận sẽ tạo động lực phát triển đồng bộ về các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tăng tính liên kết xây dựng lõi của vùng thủ đô thành phố Hà Nội với những bước đột phá lớn. Muốn hiện thực hóa điều đó, giao thông vận tải phải là lĩnh vực đi trước. Về mục tiêu kết cấu hạ tầng giao thông khung của thủ đô Hà Nội sẽ gồm các tuyến đường vành đai, hệ thống cầu, hầm vượt sông, hệ thống đường cao tốc, hệ thống đường hướng tâm, hệ thống đường trục chính đô thị theo quy hoạch. Việc chỉnh trang các tuyến đường nội đô được quan tâm, diện mạo thủ đô đã được cải thiện rất nhiều. Tuy vậy thì hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Và đề cập tới hiện trạng vẫn tiếp tục bùng nổ về phương tiện cá nhân hiện nay, khi mà lượng ô tô tăng tới 17%, xe máy 11% mỗi năm, dân số sinh sống ở thủ đô đã lên tới hàng chục triệu. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ví đây là sự tăng trưởng nước sôi, chứ không còn là tăng trưởng nóng nữa. Và để ứng phó với tình trạng này, thì nguồn vốn cho hạ tầng của Hà Nội cũng như cho cả nước luôn chiếm phần lớn chi ngân sách, nhưng vẫn luôn không đủ, không đáp ứng được nhu cầu. Và vì vậy bài toán cho giao thông vận tải đừng chỉ nhìn vào hạ tầng mà cần phải chú trọng vào công tác quản lý. Hôm qua mùng 7 tháng 3, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải đã họp triển khai công tác quản lý về giao thông vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2016-2020. Về nội dung này, báo Thanh Niên trang 6 trang 7 có bài đăng đề xuất đấu thầu quyền mua ô tô tại Hà Nội. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhiều công trình có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ùn tắc tai nạn giao thông. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, thống kê của các tổ chức y tế cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 44.000 người chết vì ô nhiễm môi trường, trong đó không ít trường hợp tử vong do bầu không khí ô nhiễm tại Hà Nội. Ông Hùng đề nghị Hà Nội sớm triển khai các biện pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân. Cùng quan điểm này, ông Trường đề xuất là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nên xem xét cấp quota để được mua xe ô tô đi vào thành phố, đấu thầu quyền được mua ô tô cá nhân tại Hà Nội. Còn theo ông Nguyễn Phi Thường, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải nên xem xét cấm các phương tiện trung chuyển hoạt động ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá hệ thống hạ tầng giao thông của cả nước và Hà Nội dù phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và nhu cầu phát triển phương tiện. Ông Hải yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị làm quy hoạch phải đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc tai nạn giao thông trong khu vực nội đô. Cụ thể, ngay trong năm nay phải hoàn thành quy hoạch các dự án giao thông ngầm. Đối với các dự án giao thông quan trọng, phải có dự phòng một cách phù hợp, tránh tình trạng đường vừa thông thì xe đã quá tải. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thật buồn khi mà chúng tôi phải nói lên câu chuyện của những lao động nữ gần như gắn cả đời với những chiếc xe rác để thành phố chúng ta có thể trở nên xanh sạch đẹp hơn. Cứ làm tròn, nói Hà Nội có khoảng 7 triệu dân, thì trong nhiều năm qua, hầu hết các bà con đã làm quen với hình ảnh chiếc xe chở rác cao hơn đầu người, chạm tới cả dây điện trong nhiều ngõ xóm. Chúng chành ảnh và bốc mùi hôi thối, vừa đi vừa nhiều nước bẩn ra đường, có khi rơi sượt qua đầu, qua mặt cả chị lao công. Những lao động quét và thu gom rác hầu hết là phụ nữ chân yếu tay mềm, quá khổ sở khi mà đẩy cái xe rác nặng nề đến như vậy. Ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho những người giữ trọng trách làm sạch đẹp thủ đô đó? Làm thế nào để có thể chấm dứt được tình trạng vô lối kia? Trên trang nhất và trang 5, báo Lao động có bài viết kỳ 1 với nhan đề Vì sao xe rác bị biến thái? Trong các video, chúng tôi ghi tình cờ trên đường hình ảnh quen thuộc là một người phụ nữ đẩy cái xe trên phố đông, ồn ào đặc kín người. Họ cứ so vai cố sức đẩy, xe lăn đi vài vòng, họ lại bung xe rác khổng lồ ra rồi lại chạy vượt lên ngang tầm cái xe để nhìn đường. Nhìn thấy đường, thấy xe đi đúng ý mình rồi, họ lại lút mình nấp phía sau xe rác để đẩy tiếp. Đẩy xong lại phi ra nhìn đường. Nhìn cái đó, bà con và đặc biệt là những người đàn ông khỏe mạnh, vai u thịt bắp không khỏi cảm thấy xót xa, áy náy. Có người thì đẩy hộ chị em một khúc đường, có người ái ngại tránh ra các cỗ xe mù, rác chất cao như núi để chị em khỏi sầu lòng. Để rộng đường dư luận, phóng viên của báo Lao động đã phỏng vấn trực tiếp những người đang trực tiếp đẩy xe rác khổng lồ trên các đường phố ở thủ đô Hà Nội. Một nữ lao công chở rác ở Kim Giang Hoàng Mai cho biết, mỗi người được phân công phụ trách 3 cái xe rác thối. Nếu không chở đầy sẽ có hậu quả là chị em đem hết 3 cái xe của mình ra chỗ tập kết rồi. Mà xe cẩu nó chưa đến thì chị phải chờ cả rác lẫn xe và ngồi đó chờ. Có khi chờ mấy tiếng thì xe cẩu mới đến, cứ xếp 3 xe ở đó thì mình đành ngồi chơi. Trong khi rác của mình phụ trách ở khu này thì vẫn còn nhiều, lúc đó thì lấy đâu ra xe để mà đi thu gom nữa. Cho nên để tránh những tình trạng như vậy thì chị đã phải chất rác đầy cái xe của mình phụ trách như thế này.
vì ít xe quá mà đơn vị của chị thì chỉ có 500 người, đành phải chất xác cao ngất ngây như thế này, nặng lắm, mệt lắm. Trên đời này làm gì có ai muốn bỏ cái nhẹ đi theo cái nặng, khổ lắm nhưng không biết làm thế nào được cả. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Tin Sáng. Thưa quý vị, Hội báo Toàn quốc 2016 với chủ đề Mừng Xuân Mới, Mừng Thành Công của Đại hội Đảng lần thứ 12, Mừng Đất nước 30 năm đổi mới sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 tại Tòa nhà của Hội Nhà báo Việt Nam tại phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, Hội báo Toàn quốc năm 2016 khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm nay, có nhiều hoạt động như triển lãm và trưng bày 30 bài báo tiêu biểu, tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12, 30 bài báo tiêu biểu về thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước, triển lãm nhân dân trên tranh báo cũ. Đặc biệt, tại Hội báo năm nay sẽ diễn ra lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi ghi nhận sự lớn mạnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam từ ngày đầu thành lập cho đến ngày nay. Đây cũng được coi là sự chuẩn bị cho sự kiện khánh thành Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào dịp 21 tháng 6 tới đây. Liên hoan phim Pháp ngữ năm 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội, thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Cùng với 8 bộ phim của các quốc gia nói tiếng Pháp, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là phim đại diện cho Việt Nam tham gia liên hoan này. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là bộ phim chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nội dung phim tập trung vào thế giới tuổi thơ hồn nhiên trong sáng tại một vùng quê của Việt Nam, đưa người xem trở về với ký ức, được sống lại quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời. Khi được ra mắt hồi đầu tháng 10 năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và tạo nên hiện tượng phòng vé. Đây cũng chính là bộ phim đoạt bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 năm 2015. Bốn mươi tác phẩm tranh hí họa, một phần của cuộc thi vẽ về bình đẳng giới do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ phối hợp tổ chức đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Lần đầu tiên cuộc thi vẽ hí họa về bình đẳng giới mang tầm quốc tế được tổ chức ở nước ta. Cuộc thi được phát động vào ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 năm 2015 và đã nhận được trên 110 tranh dự thi với hơn 250.000 lượt xem trên trang Facebook vẽ về bình đẳng giới. Điều này thể hiện sự quan tâm của nhiều người Việt Nam về vấn đề bình đẳng giới. Trong các tác phẩm, các tác giả đã thể hiện hiểu biết của mình về vấn đề về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam. Người xem cũng nhìn thấy những vấn đề về giới vẫn còn tồn tại như việc trọng nam khinh nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hay vấn đề định kiến giới khiến hạn chế khả năng phát triển của cả phụ nữ và nam giới. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức sự kiện mong muốn mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hãy thể hiện sự bình đẳng giới và trao quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, chúng ta hãy cùng thử đặt ra một câu hỏi là người ta sẽ có cảm giác như thế nào nếu thấy hình ảnh một người phụ nữ ban ngày phải đi làm vất vả như những đồng nghiệp nam giới, đến tối về thì lại phải tự mình chăm con và nấu nướng, trong khi người chồng thì chẳng làm gì cả. Điều đáng buồn là nhiều người vẫn cho rằng đó là một điều rất bình thường. Rất nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích cho sự bất bình đẳng này với những định kiến vô lý về thiên chức của người phụ nữ. Một chuỗi hoạt động do Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phát động từ ngày 21 tháng 12 năm 2015 cho đến nay tại Việt Nam đang cố gắng cho chúng ta thấy điều vô lý này. Tôi ngày khóc lóc hoài, tưởng đâu năm dần sinh được thằng con trai để sau này nối dõi tông đường, nó uy dũng bao nhiêu. Đây là một trích đoạn trong bộ phim Con yêu mẹ của tác giả Nguyễn Phương Phi. Bộ phim xoay quanh số phận của những người phụ nữ phải chịu tủi nhục và sự ghẻ lạnh từ chính những người thân trong gia đình. Nguyên nhân của tình trạng này là do tư tưởng trọng nam khinh nữ và định kiến cổ hủ vô lý về con gái tuổi dần.
Thực ra từ nhỏ đến lớn mình cũng nghe nhiều, nhất là người miền Tây hay nói con gái sắc phu lắm. Mẹ mình cũng hay nói câu đó. Và cá nhân một phần là trong quá trình đi học mình có một người em học chung lớp ở thời học cao học á, thì em ấy cũng có cuộc đời hình như là bị ứng vô với cái định kiến này. Mình rất chia sẻ điều này và cá nhân mình thì mình thấy là vô lý, tại sao tuổi dân lại như vậy. Thì tự nhiên cái duyên đã biết đến cuộc thi này nó cho mình cái ý tưởng đó và mình viết ngay cái đề tài là về định kiến tuổi dân. Từ khi được phát động, cuộc thi đã nhận được rất nhiều kịch bản phim từ khắp nơi trên cả nước và 9 kịch bản phim lọt vào vòng chung kết đã được hỗ trợ để chuyển thể thành phim. Với cùng một thông điệp xóa bỏ định kiến giới, mỗi bộ phim lại có cách truyền tải ý tưởng khác nhau như định kiến tuổi dần, tư tưởng nam giới không được đan len như con gái hay con gái thì không được học sửa xe. Những cái nhà làm phim trẻ, những cái người mà thông thường chúng ta hay nói rằng ôi cái bọn trẻ ấy mà nó có suy nghĩ thì nó cũng thế này thế nọ lắm, làm sao mà sâu sắc, làm sao mà chín chắn được như những người đã lớn. Nhưng mà họ đã đem đến những cái thông điệp hết sức là mạnh mẽ, rõ ràng và cái nhìn của họ tôi nghĩ sắc sảo như là một cái con dao, nó khoét sâu vào những cái mà chúng ta có thể nói là những cái vết thương hoặc là những cái định kiến đâu đó đã có sẵn ở trong xã hội chúng ta rồi. Vào ngày 6 tháng 3, UNDP cũng đã phát động ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới nhằm đưa chiến dịch đến gần hơn nữa với các bạn sinh viên trên toàn quốc. Hoa hậu Ngọc Hân cũng cho rằng mọi người cần có cách nhìn khác vì định kiến giới không phải là một điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ngọc Hân mong muốn rằng là sẽ đóng góp, sẽ chung tay và đóng góp một tiếng nói của mình, những cái hành động của mình để làm sao cho mọi người có thể thay đổi cái quan niệm về định kiến giới này hay là bình đẳng giới này. Còn thức khuya dậy sớm. Với những hoạt động để trả lời câu hỏi, những điều vốn được xem là bình thường trong cuộc sống thật ra bất thường như thế nào? UNDP đã góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ về sự quan trọng trong việc chung tay xóa bỏ định kiến giới. Chúng ta, dù là nam hay nữ giới, đều có thể sống bình đẳng và phát huy được hết tiềm năng của mình. Với học sinh lớp 12 vượt qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để bước vào giảng đường đại học là mục tiêu quan trọng nhất trong năm học cuối cấp. Để giúp cho việc ôn tập của học sinh được hiệu quả hơn, mới đây, Megabook đã tổ chức công bố bộ sách luyện thi tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của bộ sách này là học sinh không những được luyện thi qua các bài tập mà còn có thể thi thử trên hệ thống và cho kết quả ngay lập tức. Bên cạnh các phương pháp luyện thi truyền thống, thì ngay bây giờ học sinh sẽ được trải nghiệm một mô hình luyện thi đại học hiện đại và hiệu quả. Điều này giúp các em thay đổi thói quen học tập và luyện thi cũ, phát triển mô hình luyện thi mới, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc mà lại đưa đến hiệu quả tốt nhất. Bộ sách có sự tham gia đóng góp của đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm từ các trường trung học phổ thông hàng đầu của Hà Nội. Toàn bộ đề thi cập nhật cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia mới nhất, bám sát theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh có thể nắm bắt được bản chất, tăng khả năng tư duy tiếp cận và luận ra được phương pháp giải nhanh. Megabook là đơn vị chuyên về xuất bản sách luyện thi đại học. Trước đó, đơn vị này từng xuất bản thành công cuốn sách Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện đề Trung học phổ thông quốc gia 2015, đã được nhiều chuyên gia đánh giá là hệ thống hóa kiến thức chuẩn xác, đem lại hiệu quả tiếp thu tốt cho học sinh. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa thông báo về việc đăng ký tiêm vaccine dịch vụ 5-1 Pentaxim đợt 3 tại Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật và Y tế Dự phòng số 131 Lò Đúc, Hà Nội trực tuyến trên website vào ngày hôm nay mùng 8 tháng 3. Theo đó, sẽ có 3.080 liều vaccine dành cho trẻ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi. Đối tượng đăng ký tiêm vaccine Pentaxim là tất cả các trẻ đủ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi tính đến ngày tiêm. Để có phiếu tiêm chủng, phụ huynh đăng ký trực tuyến qua địa chỉ website duy nhất tiêmvaccine.vn. Đăng ký tiêm chủng vaccine Pentaxim bắt đầu từ 9 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2016. Thời gian tiêm từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 liên tục đến hết 31 tháng 3 năm 2016. Theo phiếu đăng ký tiêm vaccine Pentaxim, danh sách các trẻ đăng ký tiêm thành công sẽ được niêm yết công khai. Trước nguy cơ lây lan bệnh viêm não mô cầu, để người dân hiểu rõ về bệnh do não mô cầu và biết cách phòng tránh, vào 14 giờ ngày 7 tháng 4 tới, thì các chuyên gia của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến trả lời các câu hỏi của độc giả liên quan tới bệnh này. Bệnh viêm não mô cầu do vi khuẩn não mô cầu gây nên là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có thể lây lan thành dịch. Bệnh thường xảy ra đột ngột, bất ngờ sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, có thể có ban xuất huyết, trường hợp nặng có thể sốc, tỷ lệ tử vong có thể đến 15% các trường hợp mắc bệnh.
Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, trung bình một năm thành phố ghi nhận 5-7 ca viêm não mô cầu. Số ca bệnh ít, song tỷ lệ tử vong cao. Gần đây nhất, ngày 4 tháng 3, Hà Nội tiếp tục ghi nhận bệnh nhân thứ hai mắc bệnh viêm não mô cầu. Người dân quan tâm có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ hnm.a.gmail.com. Tổng cục thuế vừa đưa ra khuyến cáo người dân thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân nên chủ động hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 tới, tránh trường hợp để quá hạn bị phạt theo quy định của pháp luật. Sau ngày 31 tháng 3, các trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày bị phạt cảnh cáo, đến 10 ngày bị phạt từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng, mức phạt cao nhất từ 2 đến 5 triệu đồng nếu chậm nộp trên 40 ngày, đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày. Tổng cục thuế cũng cho biết, năm nay để hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục và các chi cục tại địa phương sớm triển khai một loạt các giải pháp. Trong đó, Tổng cục đã ban hành công văn số 801 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Lưu ý các đối tượng phải quyết toán bao gồm cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, có trách nhiệm quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2016, một căn nhà dành cho học sinh nội trú tại khu điều trị phong xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, Lâm Đồng bị cháy hoàn toàn do chập điện. Vào thời điểm trên, ca Sương, con một bệnh nhân ở khu điều trị phong đang ngủ trong nhà thì phát hiện lửa bùng phát ở góc nhà do chập điện. Em liền chạy ra ngoài hô hoán. Toàn bộ dân cư của khu điều trị phong đã nhanh chóng đến dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô và không có dụng cụ chuyên dụng để chữa cháy nên chỉ chưa đầy 10 phút, toàn bộ căn nhà khung gỗ ba gian với diện tích hơn 50m² đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Được biết, đây là nhà ngủ của 12 em học sinh là con của các bệnh nhân sinh sống tại khu điều trị phong Di Linh. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ cháy, các em đều đã đi vắng. Chỉ có một mình em ca Sương ở nhà nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, công an huyện Di Linh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trước mắt hỗ trợ khu điều trị phong 1 triệu đồng. Những con lợn nuôi mãi không lớn hoặc đến khi chưa đủ trọng lượng theo đúng yêu cầu của đối tác liên kết thì lại bị chết. Đó là thực trạng đang xảy ra tại tổ hợp tác chăn nuôi lợn liên kết quy mô nhỏ ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sự lỏng lẻo trong kiểm soát chất lượng con giống, sự ràng buộc theo hướng bất lợi cho người chăn nuôi trong hợp đồng liên kết đã khiến nông dân lâm vào cảnh nợ nần vì chi phí tăng cao, trong khi giá thu mua mà doanh nghiệp đưa ra thì lại quá thấp. Sau hơn 3 tháng thả nuôi, đàn lợn 20 con của gia đình anh Trần Văn Minh nay chỉ còn 13 con. Ngoài 7 con bị chết, số còn lại con lớn nhất nặng 60kg, con nhỏ nhất chỉ mới đạt khoảng 30kg. Cùng một lứa, cùng một đợt thả, cùng một quy trình chăm sóc, nhưng do sức khỏe của từng con lợn không giống nhau nên độ lớn cũng không đều nhau. Giống đưa về 3 giờ sáng vào thì nói chung là cái dịch bệnh và kiểm giấy kiểm nghiệm của thú y thì cũng chưa đầy đủ. Về nuôi thì thấy bệnh nó tiên biến. Thì hết đợt thuốc này lấy đợt thuốc khác thì thấy cứ tiêm lên tiêm không. Trong tổng số 260 con lợn chia đều cho 13 hộ tổ viên thì đến nay đã có tới 60 con bị chết. Hộ bị chết nhiều nhất là 12 con, hộ thiệt hại ít cũng bị tới 2 con. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tổ hợp tác chăn nuôi lợn xã Đức Hương đã liên kết với công ty cổ phần sản xuất và thương mại An Phát ở tỉnh Hưng Yên. Theo hợp đồng thì hai bên ký kết, công ty chịu trách nhiệm cung cấp con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm. Vào thời điểm thả giống, lợn giống được doanh nghiệp chuyển về lúc nửa đêm và mọi hồ sơ thủ tục về xác minh nguồn gốc, xuất xứ, tiêm phòng đều không ai hay biết. Cũng như kỳ vọng của tổ, nếu mà cái lợn của An Phát ra nó kém lắm. Thì lợn hiện tại là chết mất 59 con cả tổ rồi. Nhưng mà là như mọi người dân tổ là tình nguyện làm. Bây giờ thì cũng phải chịu rủi ro thôi. Doanh nghiệp chưa thực hiện đúng cái cam kết về hợp đồng với cái tổ. Nhưng mà tổ thì nhận thức của người dân là chưa đầy đủ. Do đó là người dân là doanh nghiệp đang lợi dụng trong chính sách pháp luật để lừa với người dân. Trong quá trình thương lượng, hai bên đã thống nhất cho 7 hộ được phá bỏ hợp đồng bán lợn ra ngoài vì không thể kham được tiền thức ăn và thuốc điều trị. Điều này có nghĩa mối liên kết giữa doanh nghiệp với hộ chăn nuôi bước đầu đã bị phá vỡ.
Và cũng cho đến hôm nay, khi sự bế tắc xảy ra, người ta mới thấy rằng ngay từ đầu, tổ hợp tác đã bất chấp những định hướng liên kết từ các cấp chính quyền để tự ý ký kết hợp đồng với đối tác. Thêm một bài học cho người nông dân Hà Tĩnh khi chân ướt, chân ráo tiếp cận với phương thức sản xuất mới, đó là sản xuất theo chuỗi liên kết. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Đồng loạt, ba nhà mạng lớn đã chính thức đưa ra thị trường loạt đầu số mới 086, 088, 089. Phần lớn những người quan tâm thông tin này đều là giới trẻ. 15 phần tử IS bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt ở Afghanistan. Các nhà khoa học Mỹ và Brazil phối hợp đối phó với virus Zika. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 7 tháng 3, đầu số di động 088 đã được VNPT Vinaphone chính thức bán ra thị trường tại hai địa điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với quỹ số dự kiến là 1.000 số. Xin được cung cấp thêm thông tin là kể từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, VNPT Vinaphone sẽ phân phối hơn 800.000 số bắt đầu bằng 088 trên toàn hệ thống. Vâng, còn vào chiều ngày hôm qua 7 tháng 3 thì đã có rất nhiều người dân đã xếp hàng đăng ký để sử dụng đầu số này và thậm chí là có nhiều người đã xếp hàng chờ mua từ sáng sớm. Phần lớn những người háo hức với thông tin này, họ đều là giới trẻ và họ cảm thấy mình rất may mắn vì đã sở hữu được SIM số ưng ý ngay trong ngày đầu tiên bán ra. Tổng hợp của phóng viên Cuộc sống 24 giờ tại hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 14 giờ chiều tại phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Hàng trăm người đã xếp thành hàng dài trước cửa phòng giao dịch của nhà mạng. Tay lăm lăm tờ rơi quảng cáo, những người dùng này chỉ mong có thể sở hữu được một chiếc SIM số đẹp phù hợp với sở thích của bản thân. Em sẽ ở đây từ lúc 12 giờ trưa. Và đây là để em chọn một cái con số 088 ưng ý thôi em ạ. Bạn muốn chọn cái con số như thế nào, bạn có thể tiết lộ không? Em muốn chọn một con số ở 088 và các số đằng sau đều là những chữ số chẵn ạ. Con số tiến điện cuối cùng 6789 nhà mà. Mong muốn là đấy là theo cái sở thích mình thích thôi. Anh thích dùng số đẹp thì mình thử xem là có được không. Thành tiến 6789 hoặc là 5678 hoặc là đương quý à. Xem giá trên mạng rồi ạ. Tầm giá tầm khoảng dưới chục triệu ạ. Trong khi hàng trăm người đang chờ đến lượt mình đăng ký thì nhiều bạn trẻ cảm thấy may mắn vì đã sở hữu được SIM số ưng ý trong ngày đầu bán ra này. Thử số em chọn em thấy rất đẹp, nó theo ý nghĩa riêng cá nhân của em ạ. Bạn có thể chia sẻ cái độ thông tin cho. Số của em là số gần giống với số sếp của em, nên là em chọn nó. Mình đi từ 8 rưỡi sáng và mình xếp hàng khoảng đến lúc 12 giờ thì mình mới mua được SIM. Đầu số của mình chỉ là 3.8 thôi và mình mua theo kiểu là số tiến ấy, mình chỉ thích cái số tổng nó là tổng 10 thôi. Nên là mình cũng chọn theo số ý thích của mình chứ không phải là quá đẹp lắm. Cũng giống như Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu mở bán, rất đông người đến xếp hàng đăng ký, phần lớn là giới trẻ. Khi lựa chọn hình thức trả trước với chi phí 148.000 đồng, trong 3 tháng liên tiếp, mỗi tháng người dùng sẽ có 288 phút gọi, 288 tin nhắn và 600MB data mà không phải nạp thêm tiền. Còn nếu chọn hình thức trả sau, người dùng sẽ có nhiều gói cước để chọn dùng như gói dành cho giới trẻ, văn phòng và doanh nhân. Các cái đầu số 088 thông qua các cửa hàng chính thức của mình và Vinaphone chỉ đưa ra các cái mức giá cam kết, mức cước cam kết cho khách hàng sử dụng lâu dài và sử dụng mức cước cao. Và những cái số 088 thì Vinaphone chỉ đưa ra mức cam kết thấp nhất là 180.000 và thời gian cũng là 18 tháng. Chính vì thế mà nếu mà khách hàng mà mua số và sử dụng lâu dài thì coi như Vinaphone chỉ cung cấp số thôi và khách hàng chỉ trả cước chứ Vinaphone không bán số. Được biết, kể từ ngày 8 tháng 3, VNPT Vinaphone sẽ phân phối hơn 800.000 số bắt đầu bằng 0888 trên toàn hệ thống. Trong khi đó, hệ thống nhận đặt giữ số di động đầu số mới 086 của Viettel cũng đã hoạt động với gần 10.000 khách hàng đăng ký đặt giữ số thành công. Vâng, và như vậy là chỉ trong đầu tháng 3 thôi thì đồng loạt cả 3 nhà mạng lớn là Viettel, VNPT, Vinaphone và Mobifone đã chính thức đưa ra thị trường loạt đầu số mới là 086, 088 và 089. Vâng, không chỉ tạo nên một sức hút mới cho người tiêu dùng trong nước vì bắt đầu bởi những con số đẹp. Ý đây biết được là 3 đầu số này khi được cơ quan quản lý cấp phép cho doanh nghiệp viễn thông thì còn được coi là giải pháp cứu cánh cho hiện trạng kho số đang bị cạn kiệt.
một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm công nghệ số tại Hà Nội. Ghi nhận mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến tìm mua các sản phẩm công nghệ. Đáng nói là rất nhiều các thiết bị không chỉ là điện thoại. Giờ đây đòi hỏi phải có SIM điện thoại đi kèm để thực hiện kết nối giữa máy tới máy. Thì nhu cầu của khách hàng cũng tương đối là cao. Chẳng hạn như ví dụ như là cái phát wifi từ SIM ấy, thì chủ yếu là cái khách hàng của mình lớn nằm ở cái nhà xe này, rồi là các lái xe, người ta chủ yếu lái xe trên đường, người ta cần wifi truyền nhập vào mạng. Đấy cũng nhu cầu rất là lớn. Hoặc là cái đồng hồ mà smart ấy, thì bây giờ cái người đam mê công nghệ thì nhiều, mà cái đấy thì nó cũng là hữu ích cho mọi người. Đấy cũng nhiều mà. Chưa có thống kê nào cụ thể về số lượng các SIM số đang được sử dụng trên các thiết bị, máy móc, đảm bảo kết nối giữa máy đến máy như router wifi, giám sát hành trình, đồng hồ thông minh, thiết bị trong ngôi nhà thông minh. Song có một thực tế là nhu cầu này đang tăng lên đáng kể, từ gia đình đến doanh nghiệp, cá nhân. Song song đó, các thuê bao di động mới cũng vẫn tiếp tục gia tăng hàng triệu thuê bao ở mỗi mạng. Chỉ tính trong tháng 2 vừa qua, các nhà mạng đang ở trước nguy cơ cạn kiệt kho số, SIM 10 số. Thì có thể nói là hiệu suất sử dụng đầu số 10 số là đang rất cao, đối với Mobifone hiện nay là đang trên 90%. Thì cho nên là cái việc được cung cấp đầu số 089 để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng là rất cần thiết để mà có thể là phục vụ cho công tác phát triển thị trường trong năm 2016. Bên cạnh đó, theo các thông tư về quy hoạch kho số viễn thông và quản lý sử dụng kho số viễn thông, đầu số 11 số sẽ là mã mạng sau này sẽ được sử dụng cho các giao tiếp từ thiết bị đến thiết bị. Đầu số 10 số sẽ dành cho phương thức giao tiếp từ người đến người. Nên việc hạn chế số lượng thuê bao 11 số, tăng thuê bao 10 số sẽ là điều cần thiết phải làm. Theo cái số liệu báo cáo của các cái doanh nghiệp viễn thông, thì các cái đầu số thuê bao 10 số được sử dụng có hiệu quả rất cao, hiệu suất là xấp xỉ 90%. Đặc biệt là có những cái doanh nghiệp cái hiệu suất sử dụng đạt trên 95%. Thế thì cái nhu cầu sử dụng của khách hàng mới tham gia vào thị trường vẫn diễn ra hàng ngày, trong khi mà cái đầu số 10 số đã cạn kiệt. Nếu ta không phân bổ thêm cái đầu 10 số để cho doanh nghiệp đáp ứng được cái yêu cầu về sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của người khách hàng, thì người sử dụng lại phải tiếp tục sử dụng cái đầu 11 số mà sẽ bị ảnh hưởng khi mà phải chuyển đổi về đầu 10 số khi ta thực hiện triệt để cái quy hoạch về quản lý kho số viễn thông, cái quy hoạch kho số. Như vậy, cho đến khi thực hiện quy hoạch kho số viễn thông một cách triệt để, việc phân bố thêm 1 triệu số cho mỗi nhà mạng với các đầu 10 số 86, 88, 89 không chỉ phù hợp với các quy định về quản lý sử dụng kho số viễn thông mà còn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường người dùng cũng như góp phần đảm bảo thị trường viễn thông bền vững. Vâng, thưa quý vị, trên thực tế thì trong thời gian vừa qua, để chạy đua phát triển thuê bao mới thì các nhà mạng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, đôi lúc là vượt rào các quy định quản lý của nhà nước, dẫn tới hiện trạng là SIM ảo, SIM rác xuất hiện tràn lan và rất khó kiểm soát. Vâng, chính vì vậy mà khi đưa ra 3 triệu số mới với 3 đầu số khá đẹp vào thời gian khai thác sắp tới thì nhiều ý kiến cho rằng nguy cơ lại tăng thêm nhiều số thuê bao ảo, SIM rác là có thể xảy đến nếu các đầu số này không được quản lý một cách đồng bộ và chặt chẽ. Một trong các giải pháp cho vấn đề này, đồng thời cũng là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra với các nhà mạng, chính là phải xây dựng các gói cước gắn kết, ràng buộc và ưu tiên cho thuê bao có nhu cầu sử dụng lâu dài. Vâng, vừa rồi là nội dung của câu chuyện buổi sáng. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3. Hôm nay, ngày 8 tháng 3, đoàn thanh tra Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội dự kiến tiến hành kiểm tra các sai phạm tại khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn. Ngoài khu nghỉ dưỡng 4 sao Le Mông Resort trong vườn quốc gia Ba Vì xây dựng không phép, khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn với quy mô gần 60 biệt thự cũng không được cấp phép xây dựng nhưng vẫn tồn tại nhiều năm qua. Khu biệt thự Điền Viên Thôn đặt tại Làng Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, chủ đầu tư là công ty cổ phần Thăng Long Xanh, xây dựng từ năm 2012. Từ năm 2013, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ thi công. Tuy nhiên, dự án vẫn tiếp tục xây dựng và giao bán, sang nhượng. Lễ tiếp nhận bức ảnh bà cụ đẹp nhất thế giới do nhiếp ảnh gia người Pháp Gian Crocoven trao tặng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Là người đã giới thiệu con người cảnh đẹp Việt Nam ra thế giới qua hàng ngàn bức ảnh,
với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Pháp, nhiếp ảnh gia Gian Krokovien quyết định tặng bức ảnh nụ cười ẩn giấu cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là bức ảnh chụp một bà cụ ở Hội An được báo chí Mỹ đánh giá là bà cụ đẹp nhất thế giới. Bức ảnh cũng là điểm nhấn trong cuốn sách Việt Nam, những mảnh ghép tương phản ra mắt công chúng đầu năm 2014. Lệ Quyên, ca sĩ được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà, đã gây nên một cơn sốt bé vào dịp 8 tháng 3 năm nay. Tiếp sau thành công của Quy Sâu, Lệ Quyên tổ chức đêm nhạc Quy Sâu 2 Lệ Quyên Live Concert 2016 vào đúng ngày 8 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Là một đêm nhạc tôn vinh hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam, Live Concert Lệ Quyên 2016 được dàn dựng thành 5 chương riêng biệt có những chủ đề riêng bao gồm nhạc trẻ yêu thích, những ca khúc được yêu thích thập niên 70, những ca khúc nhạc xưa, những ca khúc thành danh của Lệ Quyên. Bộ sưu tập áo dài Coba Sài Gòn của nhà thiết kế Sương Nguyễn sẽ trình diễn trong đêm hội Coba Sài Gòn tại khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn đêm 8 tháng 3. Phụ nữ Việt ai cũng đã từng mặc chiếc áo dài theo nhiều cách khác nhau. Đó có thể là chiếc áo túi nâu sồng bạc màu sương gió. Đó có thể là chiếc áo bà ba đưa đò chèo trống giữa dòng đời. Đó có thể là chiếc áo gấm hoa trong nhà quyền quý. Cũng có thể là chiếc áo vua quy rực rỡ xuân thì. Trên nền lụa Hà Đông, những thiết kế áo dài cách tân mang tính ứng dụng được thêu vẽ một cách tỉ mỉ, kết hợp với quần Âu rất tân thời, phù hợp với mọi vóc dáng sẽ được trình diễn. Nhà thiết kế Sương Nguyễn thực hiện bộ sưu tập áo dài Coba Sài Gòn để gợi nhớ về Sài Gòn hòn ngọc một thời vang bóng. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup B-Way 2016 sẽ khai mạc ngày hôm nay 8 tháng 3 và kết thúc ngày 16 tháng 3. Xuất phát từ Bình Dương, 16 đội đua sẽ đi qua Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết, Vũng Tàu và trở về Bình Dương vào ngày 16 tháng 3 với tổng lộ trình 830 km. Việc mời 6 đội Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Kazakhstan tranh tài là tín hiệu tốt cho làng xe đạp nữ Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho các tay đua Việt Nam đánh giá trình độ của mình so với làng xe đạp trong khu vực cũng như châu lục. Thưa quý vị, hôm qua Reuters dẫn một thông báo từ giới chức địa phương cho biết 15 phần tử thuộc tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Mỹ triển khai tại tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan. Giới chức Afghanistan cho biết đêm 6 tháng 3, dựa theo những thông tin tình báo đã được xác nhận, máy bay không người lái thuộc lực lượng liên quân đã tấn công ồ ạt một nơi ẩn náu của các phiến quân IS tại khu vực Momandara, thuộc huyện Achin, tiêu diệt 15 phiến quân IS và phá hủy vũ khí, đạn dược của chúng. Cho đến nay, IS vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến thông tin này. Trong vài tháng trở lại đây, huyện Achi, khu vực giáp với biên giới Pakistan, là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ quyết liệt giữa các tay súng IS và lực lượng an ninh được hậu thuẫn bởi lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ. Một tuần sau thỏa thuận ngừng bắn, bình yên đã bao phủ phần lớn các khu vực tại đất nước Syria. Tuy vẫn có nhiều cáo buộc rằng lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm, nhưng với trẻ em và người dân Syria thì đây là khoảng thời gian quý giá hiếm hoi để họ có thể tận hưởng không khí yên bình. Công viên ở thành phố Aleppo chưa bao giờ đông đúc như những ngày này. Trẻ em nơi đây đã không được tận hưởng không khí này từ lâu, vui vẻ, yên bình và tràn đầy hy vọng. Chúng đông vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, dường như chúng cũng nhận thức được thực tế đang diễn ra xung quanh mình. Điều kiện ở đây khá tốt, nhưng đôi khi máy bay vẫn đến đây và đánh bom. Cháu đến đây để chơi xích đu, chỗ này giờ đã rất tuyệt. Nhiều gia đình cũng đã thoải mái ra ngoài, tận hưởng khoảng thời gian không có những cuộc giao tranh hay những tiếng nổ. Chúng cháu đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, hy vọng nó sẽ mãi kéo dài. Chúng cháu cũng hy vọng sẽ sớm có nước sạch để dùng nữa. Bầu trời Aleppo giờ đây vẫn đang khá yên tĩnh, không máy bay hay trực thăng. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, tình trạng bạo lực tại Syria đã giảm đi rõ rệt. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng lệnh ngừng bắn ở phần lớn lãnh thổ Syria đã được thực thi, nhưng vẫn còn khá mong manh. Các nhà hoạt động cho biết đã có 180 hành động vi phạm kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu cách đây hơn một tuần. Bất chấp những điều đó, những đứa trẻ và nhiều người dân Syria vẫn đang tranh thủ tận hưởng thời tiết tốt lành và không khí bình yên càng nhiều càng tốt trước khi tất cả bị phá vỡ. Tại những vùng sông nước thì việc học tập của con trẻ thường gặp nhiều khó khăn.
Và một trong những khó khăn đó chính là môi trường không được an toàn trên nước. Nắm bắt được điều trên, một kiến trúc sư người Nigeria đã cho ra đời một ngôi nhà đặc biệt nhằm giúp cho các em nhỏ có được một môi trường học tập tiện lợi. Đây là vùng duyên hải Makoko, thuộc thành phố Lagos của Nigeria. Tại đây tồn tại một khu ổ chuột nằm trên vùng sông nước mà người ta vẫn gọi vui là thành phố Venice của Lagos. Những người sinh sống ở đây chủ yếu là ngư dân. Họ sống trên những ngôi nhà nổi trên sông và phương tiện đi lại duy nhất là thuyền bè. Để đến trường, các cháu bé cũng phải dùng thuyền bè và chúng cần những ngôi trường chắc chắn để có thể học tập và sinh hoạt. Một kiến trúc sư trẻ người Nigeria đã sáng chế ra một ngôi trường khá đặc biệt. Nền của nó được làm bằng những chiếc thùng nhựa rỗng, trong khi thân của ngôi nhà được làm bằng tre và gỗ. Ngôi nhà này được làm bằng thép theo hình kim tự tháp. Tôi rất vui khi các em học sinh của trường tôi có thể được học tập trong ngôi trường vững chãi và an toàn như thế này. Trước đây chúng tôi không có công trình nào như thế, và khi ngôi trường được khánh thành, chúng tôi nói với nhau là không thể tin được. Chúng em rất thích ngôi trường này vì nó luôn chắc chắn để chúng em có thể vui chơi, chạy nhảy mà không phải lo sợ điều gì. Với kết cấu nổi và vững chắc, ngôi trường này có thể đứng vững trong điều kiện gió bão và chiều cường mạnh. Không chỉ vững chắc, không gian trong ngôi trường này cũng khá rộng và có tới 2 tầng. Hiện tại đang có khoảng 47 học sinh đang học tập trong ngôi trường độc đáo này. Chính phủ Nigeria cho biết, mô hình ngôi trường nổi này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những vùng sông nước. Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 3, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho Ethiopia trong bối cảnh quốc gia có dân số đông thứ hai châu Phi này đang phải trải qua cơn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua. Hiện tượng thời tiết El Nino đã tạo ra thời tiết khô hạn hết sức tồi tệ đối với Ethiopia và khiến cho quốc gia này rơi vào cảnh thiếu lương thực và suy dinh dưỡng trầm trọng. Ở nhiều vùng trên đất nước này, nguồn nước đã cạn kiệt và khiến cho người dân và gia súc đều phải dùng chung một nguồn nước bẩn thỉu và ít ỏi. Thiếu nước cũng khiến cho mùa màng thất thu và gia súc thì bị chết đói. Tôi đã mất 25 con dê, còn người dân trong làng này thì mất gần hết đàn gia súc. Nước không có để uống, đàn gia súc cũng chẳng có thức ăn. Vì cây cỏ đều đã chết hết rồi, chúng tôi chẳng biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Trước tình hình bi đát trên, đại diện của Quỹ Nông lương Liên Hợp Quốc đã kêu gọi giúp đỡ Ethiopia, quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt hạn hán này. Ngày ngày phải sử dụng nước bẩn không chỉ ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân mà còn khiến lây lan bệnh tật trong cộng đồng. Do vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Ethiopia. Cụ thể là họ cần nước để sinh hoạt và phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Những gì họ đang trải qua là một thảm họa. Liên Hợp Quốc ước tính hiện tượng El Nino đã gây hạn hán trên khắp châu Phi, khiến cho 20 triệu người ở phía Nam châu Phi và 14 triệu người ở Đông Phi thiếu lương thực. Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng vào ngày hôm qua mùng 7 tháng 3, Macedonia đã mở cửa biên giới với Hy Lạp để tiếp nhận người tị nạn. Mặc dù vậy, chỉ có một số lượng có hạn người di cư được tiếp nhận, trong khi hơn 10.000 người khác vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Sau nhiều ngày chờ đợi mệt mỏi, phải sống trong những ngôi lều tạm, thiếu thức ăn nước uống, cuối cùng thì niềm vui cũng đã tới với những người di cư này. Sau khi nhà chức trách Macedonia quyết định mở cửa biên giới để đón tiếp người di cư từ Hy Lạp, đã có khoảng 450 người được tiếp nhận, trong đó có 260 trẻ em. Nhà chức trách Macedonia cho biết 80% trong số những người được tiếp nhận đến từ Syria, 20% còn lại đến từ Iraq. Sau khi vượt qua biên giới, những người di cư này sẽ ở lại Macedonia khoảng 1 tới 2 ngày trước khi được chuyển lên tàu tới Serbia và tới các nước Tây Âu. Trong khi đó, ở bên kia biên giới thuộc lãnh thổ của Hy Lạp, khu trại Idomeni hiện vẫn đang có khoảng 10.000 người di cư tá túc. Họ đang chờ đợi đến lượt mình. Chúng tôi chỉ có 13.000 người ở đây thôi, trong khi dân số châu Âu là 200 triệu người. Vậy thì làm sao có một cuộc khủng hoảng được? Chúng tôi đã ở đây 15 ngày, chỉ biết chờ đợi, hết ăn rồi ngủ, mà chẳng biết làm gì cả. Điều chúng tôi mong muốn là cửa biên giới sẽ mở để chúng tôi đi qua. Như các bạn thấy tại đây, chúng tôi chẳng có cái gì hết. Cuộc sống rất tệ, chúng tôi phải đối mặt với đói rét và bệnh tật. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo EU đã cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tiếp nhận trở lại người di cư tới châu Âu vì lý do kinh tế. EU cũng quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp cho Hy Lạp nhằm giúp nước này giải quyết tình trạng quá tải người tị nạn hiện nay. Ngoài ra, tại hội nghị,
EU cũng sẽ thông báo về việc khối này nhất trí đóng cửa tuyến lộ trình ban căng đối với người di cư vào châu Âu. Macedonia đã mở cửa tiếp nhận người di cư và Bồ Đào Nha cũng đã làm điều tương tự. Động thái mới đây của Bồ Đào Nha được cho là để chia sẻ gánh nặng với Liên minh châu Âu. Ngày qua 7 tháng 3, 64 người di cư đã đặt chân đến một sân bay quân sự ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Họ đều là những người di cư từ Syria và Iraq. Động thái đón tiếp người di cư lần này của quốc gia trên bán đảo Iberia là nhằm hưởng ứng lời kêu gọi từ Văn phòng Hỗ trợ Người tị nạn châu Âu và từ Liên minh châu Âu. Đại diện chính phủ Bồ Đào Nha cam kết sẽ tiếp tục đón thêm người di cư và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với châu Âu. Chúng tôi nói không với việc đóng cửa biên giới và nói có với việc hợp tác với những người đang chạy trốn khỏi chiến tranh cũng như các điều kiện khó khăn khác. Mặc dù nằm khá xa so với khu vực chịu ảnh hưởng bởi làn sóng di cư, nhưng Bồ Đào Nha luôn tỏ ra tích cực trong việc chia sẻ trách nhiệm này với châu Âu. Dự kiến Bồ Đào Nha sẽ đón tổng cộng khoảng 10.000 người di cư. Đã 10 tháng kể từ khi ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Brazil được xác nhận. Dù chính phủ nước này đã có nhiều nỗ lực, nhưng việc thiếu thốn cơ sở vật chất cũng như thông tin khiến việc đối phó với virus chết người vẫn chưa có nhiều hiệu quả. Do đó, các bác sĩ Mỹ và Brazil đã cùng nhau hợp tác đẩy lùi dịch bệnh. Đến từng nhà dân ở Paraíba, đông bắc Brazil, các bác sĩ đến từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ hiện đang phối hợp với các quan chức y tế Brazil để nghiên cứu mối liên hệ giữa virus Zika và tật đầu nhỏ ở trẻ. Hiện tại, đang có sự gia tăng mạnh số lượng trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi loại muỗi lây truyền Zika. Đang có nhiều vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu. Chúng tôi muốn có được các thông tin này càng sớm càng tốt, để có thể hiểu rõ cơ chế của loài virus này và phục vụ cho các hoạt động y tế cộng đồng. Chính phủ Brazil đã nhận được nhiều lời khen ngợi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về những nỗ lực trong cuộc chiến chống lại virus Zika. Tuy nhiên, những cố gắng này dường như không mấy hiệu quả ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Chúng tôi không nhận được bất kỳ một sự hỗ trợ nào trong việc diệt trừ muỗi hay thậm chí là điều trị cho những trẻ bị tật đầu nhỏ. Những nghiên cứu, những hoạt động của chúng tôi cho đến nay đều do chính quyền địa phương chi trả. Dù có liên quan đến virus Zika hay không, thì có rất nhiều trẻ em ở những nơi như Paraíba cần được quan tâm. Trong lúc này, dù bị quá tải, nhưng tất cả những gì các nhân viên y tế có thể làm là nỗ lực hết sức giúp đỡ các gia đình nơi đây đối phó với dịch bệnh chết người. Trong lần thứ hai giữ vị trí người đứng đầu chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa hẹn thực thi chính sách Womenomics, tức là tăng cường vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế, chính trị và các vị trí lãnh đạo. Mặc dù vậy, cho đến nay, đất nước này vẫn đang phải đấu tranh để đạt được sự bình đẳng cho cả hai giới. Naomi Yamabe và chồng là y tá làm việc toàn thời gian và phải chăm sóc con gái 2 tuổi ở ngoại ô Tokyo. Cô không phải làm ca đêm và có thể về sớm để đón con mình từ trường mẫu giáo. Tuy nhiên, cô chỉ coi đây là một điều may mắn. Điều này phụ thuộc vào nơi bạn từng làm việc, chứ không phải là chính sách của chính phủ. Dù cho bạn vừa làm việc vừa chăm sóc con. Còn với bà mẹ đơn thân Izumi Sato, điều khó khăn cô phải đối mặt đó chính là tài chính. Phần lớn tiền lương của cô phải dồn để chăm sóc cô con gái bị bệnh. Tôi có tài chính ổn định, nhưng tôi cảm thấy không an toàn. Tôi đồng ý với cách tiếp cận của chính phủ rằng những người nghỉ thai sản cần phải trở lại làm việc, nhưng họ lại không đề cập đến việc áp dụng điều này cho những tình huống khác trên thực tế. Trong tuyên bố nhậm chức vào tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe thể hiện nỗ lực làm cho phụ nữ tỏa sáng và tăng cường vai trò của phụ nữ hơn trong kinh tế, chính trị và ở các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của các bà mẹ làm việc tại Nhật Bản đó là chăm sóc con cái. Điều này dẫn đến những khó khăn đối với những phụ nữ muốn cân bằng vai trò trong gia đình và sự nghiệp. Theo công ty khảo sát Matsui, chỉ có 10% phụ nữ nắm các vị trí quản lý tại Nhật Bản so với 43% tại Mỹ và 36% tại Anh. Mặc dù một số người cho rằng chính sách Womenomics có vẻ như sẽ lâu nữa mới có thể mang lại thay đổi, thì những phụ nữ như Yamabe hay Sato hy vọng rằng nó ít nhất sẽ có lợi cho con gái họ khi chúng trưởng thành. Thì vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.